Ngọc xin chào tất cả bác nhá. Các bác ơi, hôm nay em lại tiếp tục lên một cái video để chia sẻ cho các bác một trong những cái dòng cây giống dược liệu rất là quý mà nó mang lại những cái giá trị kinh tế rất là lâu năm rồi. Từ thời ông, thời cha của chúng ta đã trồng cái cây này. Và hôm nay em xin phép được giải đáp và có một cái câu trả lời cho nhiều bác khách. Rất là nhiều bác khách đang muốn trồng cái dòng cây dược liệu ba kích này, nhưng mà nhiều bác là vẫn chưa biết là quy cách trồng cái cây ba kích như thế tím như thế nào, và 1 hecta thì trồng được bao nhiêu cái cây ba kích. Đấy là những cái câu hỏi mà rất là nhiều bác đang có quỹ đất và muốn trồng. Đấy, các bác là muốn biết cái số lượng cây trên 1 hecta bao nhiêu để cho các bác có thể là cân đối được cho nó phù hợp với cái quỹ đất, thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ thêm để cho các bác nắm bắt được nhé các bác nhé. Đấy thì đây là những cái cây ba kích tím mà hiện tại bên trung tâm cái giống ba kích của bên em Ngọc đang ươm ủ. Đấy, và nhân giống và phát triển đấy, để có thể là phục vụ cho các bác trồng và làm kinh tế, làm giàu từ những cái cây ba kích tím này. Đấy, chia sẻ thêm cho các bác nào chưa biết là đây là một trong những cái dòng dược liệu vô cùng quý của Việt Nam chúng ta, mà được bà con trồng để sau này là có thể là thu củ của nó để làm dược liệu các bác ạ. Thì trong đông y ấy, người ta sử dụng rất là nhiều củ ba kích này, và đặc biệt là củ ba kích này nó có rất là nhiều những cái lợi ích tốt cực kỳ cho sức khỏe của sức khỏe của con người. Đấy, trong đó phải kể đến như là giúp nó bổ thận này, bồi bổ cơ thể này, tráng dương này, tốt cho sức khỏe nam giới này, đặc biệt là các bác nào mà đã trung tuổi rồi ạ. Đấy, quan hệ các thứ là kém đi thì các bác có thể là sử dụng cái ba kích này ngâm với rượu, bác dùng trong vòng khoảng tầm một vài tháng là các bác sẽ thấy được cái hiệu quả và cái công dụng tốt mà từ cái dược liệu quý ba kích này mang lại các bác nhé. Đấy, chia sẻ thêm cho các bác nào mà đang gặp vấn đề về tuổi tác đấy, đấy quan hệ các thứ là kém rồi, là yếu sinh lý các thứ, là các bác có thể là sử dụng cái củ ba kích này. Đấy, quay trở lại với cái vấn đề và cái câu hỏi chính là 1 hecta thì trồng được bao nhiêu cái cây giống ba kích. Đấy, theo như kinh nghiệm trồng cái cây ba kích này rất là nhiều năm, và theo những cái tài liệu của cấp nhà nước và một số những cái trang báo uy tín của nhà nước thì em Ngọc tham khảo được và chia sẻ cho các bác, là nếu mà các bác trồng nguyên cái cây ba kích này 1 hecta thì các bác có thể trồng dao động được từ là 10.000 cây cho đến 12.000 cây trên 1 hecta, tức là nó rơi vào khoảng tầm 1 vạn cho đến 1 vạn 2 trên 1 hecta cái cây ba kích này. Đấy, còn đối với các bác nào mà trồng xen canh với những cái cây lâm nghiệp khác thì các bác sẽ trồng dao động rơi vào khoảng tầm từ 4 cho đến 6.000 cây trên 1 hecta. Nếu mà các bác trồng xen lẫn vào những cây lâm nghiệp như gỗ keo hoặc là những cây lâm nghiệp khác thì các bác trồng với mật độ như vậy. Đấy, đấy là những cái thông tin mà em Ngọc hôm nay muốn chia sẻ để cho các bác nào mà chưa nắm bắt được về cái loại cây ba kích này và cái quy cách cũng như là số lượng trồng trên 1 hecta thì các bác có thể nắm được. Qua đây thì các bác cũng đã có được thông tin rồi đúng không ạ? Nên là các bác có thể là cân đối. Các bác nào đang trồng muốn trồng bao nhiêu thì các bác có thể là quy ra, là các bác sẽ biết là các bác phải trồng diện tích như vậy thì các bác phải trồng là bao nhiêu cây, thì các bác có thể là tính toán được đấy cho nó phù hợp với cái số lượng cây và cái số lượng kinh tế của các bác hiện tại. Nên các bác mà còn những cái thắc mắc nào mà muốn hỏi về cái cây giống ba kích thì có thể liên hệ với em Ngọc, hoặc là các bác muốn mua cây giống ba kích tím chuẩn và chất lượng tốt nhất thì liên hệ ngay cho Ngọc nhé, để Ngọc có thể là tư vấn thêm cho bác nắm bắt được. Còn bây giờ thì em Ngọc xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.